Chào anh, em là Linh, nhân viên của Viva Vivu. Giám đốc Hay đúng là vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, quả như lời đồn. Ngượng mồm thế nhở? Tên giám đốc Sang đáng ghét, cố tình trả thù mình chuyện hôm trước. Hắn dê mình, bị mình làm cho một trận đây mà. Làm thế nào để tên tổng tài đáng ghét đó ký hợp đồng đây? Nghe nói là tài phiệt đời thứ ba hãm. Khó tính lắm. Ôi, ai cứu vớt sự nghiệp của tôi đây? Chào anh. Không được, anh ta mà biết mình tới đây chắc chắn sẽ mách với tên tổng tài hắc ám đó. Cô tới đây làm gì? Tôi tới để tìm tổng giám đốc của anh để ký hợp đồng. Cô đến tìm tôi hả? Chẳng lẽ anh là tổng giám đốc của Hay Online á? Chính xác. Tôi chính là tên tổng tài đáng ghét mà cô nói đấy. Thôi xong rồi Linh ơi. Không ký được hợp đồng á? Tôi đã nói với cô như thế nào rồi? Nếu như lần này ấy, cô không ký được hợp đồng với cả Hay Online ấy, thì 2 tháng thử việc của cô á coi như mất. Mau dọn đồ ra khỏi công ty đi. Nhưng mà thưa giám đốc, em không phục ạ. Anh biết thừa là tổng giám đốc Hay Online rất là khó tính, vậy mà anh lại giao việc đó cho nhân viên mới như em là sao ạ? Cô không phục á? Đúng vậy ạ. Anh làm như thế là dùng việc công trả thù riêng đấy ạ. Cô dám ăn nói với sếp mình như thế à? À, cút, cút ngay. Người phải cút khỏi công ty này chính là anh đây, giám đốc Sang ạ. Tổng giám đốc Phương, anh nói thế là có ý gì ạ? Dạ, alo sếp ạ. Sếp nói cái gì cơ? Công ty chúng ta bắt buộc phải bán lại cho công ty Hay Online ạ? Alo, sếp ơi, sếp. Tổng giám đốc Phương lợi dụng chức vụ biển thủ, công quỹ và tài sản riêng, bắt nạt nhân viên cấp dưới và sàm sỡ nhân viên khác giới. Từng đấy lý do, từng đấy thông tin đã đủ để tôi đuổi anh ra khỏi vị trí giám đốc của công ty này chứ? Tổng giám đốc Phương, anh... Còn cô, cứ mà trở đi. Cô sẽ là nhân viên của công ty với vai trò thư ký của tổng giám đốc. Tôi á? Tôi là thư ký tổng giám đốc vậy ạ? Hay là cô chê? Không ạ, tôi rất muốn. Cảm ơn anh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ... Thư ký Linh, rốt cuộc có phải là cô sinh vào giờ vụng về hay không ạ? Em xin lỗi sếp, lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ. Mở cửa. Thư ký Linh!
Sao vậy sếp? Chào Kỳ Linh, chạy sao tôi ra? Sếp ơi, thực sự là em cảm thấy rất có lỗi với sếp, nên là em đến đây để xin lỗi. Với cả xem vết thương của sếp có cần băng bó thuốc thang gì không ạ? Thôi, tôi xin cô. Đừng làm thế, tôi xin cô đấy. Sếp yên tâm đi, em bị thương suốt nên mấy việc này em thạo lắm. Thôi, chưa để yên thế nào. Tôi không cần, tôi đã... Em đã bảo không sao mà. Chuyện gì thế này? Nghe nói là hôn thê của tổng giám đốc đây. Chả trách sao lại xinh đẹp và quyến rũ thế. Tôi nhìn ai mà mê mẩn luôn. Tim con đau quá. Lý, ở đây là công ty đấy. Không, em không muốn có cô gái nào khác có cơ hội đến gần anh ngoài em. Em thật là, anh đã nói với em rồi, chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè. Còn việc hôn nhân, đấy là chuyện của người lớn, không liên quan gì đến anh. Anh Phương, nhưng mà em yêu anh. Nếu như mà em còn cố tình một lần nữa, anh chắc chắn sẽ không nhìn mặt em đâu. Anh Phương. Linh! Vâng, thưa sếp. Tại sao lại tránh mặt anh chứ? Đâu có đâu ạ. Em đang đứng đây chờ sếp mà. Linh! Làm bạn gái của anh nhá. Anh thích em. Anh đã không thể nào kiểm soát được trái tim mình nữa rồi. Anh ta có vợ sắp cưới rồi, nhưng đã khiến mình bị cuốn vào anh ta. Suýt chút nữa thì mình đã bị anh ta lừa. Cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra. Sếp! Em không thể. Tại sao chứ? Em không thích tôi. Em rất ngưỡng mộ sếp, nhưng chỉ với tư cách là nhân viên và sếp, chứ không hề có ý gì cả. Mong sếp đừng hiểu nhầm, chứ không em cũng khó xử lắm. Em xin phép. Chính cô ta là người đã khiến cho mình mất tất cả. Khốn kiếp. Mày nhá, tao mà không lấy được mạng của mày ấy, thì tao sẽ không phải là tao nữa. Sao anh ta lại đi theo mình thế nhỉ? Anh Phương, có ai không? Cứu với, có ai không? Bắt lấy kẻ giết người. Anh Phương, anh tỉnh lại đi, em xin anh ấy. Tại sao anh lại ngốc nghếch như thế chứ? Tại sao anh lại liều mạng cứu em chứ? Tại sao ông trời lại bất công như thế? Em còn nhiều chuyện chưa nói với anh mà. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Em nguyện làm tất cả, chỉ cần anh không làm sao hết. Anh Phương, anh tỉnh lại đi mà. Anh Phương ơi, anh Phương. Làm cái gì mà bù lu bù lo lên thế hả? Làm anh không nhịn được cười cho đến này. À mà em yêu anh là thật lòng hay là đùa đấy? Nói lại xem nào. Anh lừa em. Đáng ghét. Anh có biết em lo như thế nào không hả? Đừng có lừa em nữa. Em không tin đâu. Anh đau thật đi à? Em xin lỗi nhá. Chỉ cần có em bên cạnh thì anh không sao hết.
Xong chưa em? Sao anh lại có thuốc dành cho bà bầu? Anh mua cho ai? Ờ thì người cùng phòng được anh mua cho em gái. Người đó là ai? Em hỏi người đó là ai? Này, làm cái gì mà cứ phải gào cái mồm lên thế hả? Đừng có lằng nhằng nhá. Cô biết để làm gì? Để cô hỏi người ta, rồi người ta lại nghĩ là cô ghen chồng vô cớ. Đừng có mà tự bôi cho chất chồng vào mặt mình nữa. Anh Phương, em hỏi anh vẫn qua lại với cô ta đúng không? Qua lại với ai? Cái gì mới được chứ? Anh dám khẳng định là anh không làm điều gì khuất tất có lỗi với em cả. Anh không sợ. Mà thôi, đừng có lằng nhằng nữa được không? Hả? Đi làm cả ngày về mệt, bây giờ lại còn ghen tùng lung tung nữa. Không có lửa thì làm sao có khói? Anh tưởng em không có à? Tôi còn phải đi công tác, đừng có làm phiền tôi nữa. Muộn rồi. Mấy hôm nay cục cưng gây chuyện nhiều lắm phải không? Chỉ vì con nghịch nhá mà mẹ bị mệt đấy. Con là con phải ngoan nghe chưa? Anh nghĩ xem con của chúng mình ý, sau này sẽ giống ai? Nếu là con trai thì sẽ đẹp trai nha. Còn nếu mà là con gái thì sẽ thông minh, dịu dàng và kiên cường như em. À đúng rồi, anh có mua mấy hộp thuốc cho em đấy. Đây này, bác sĩ bảo là rất tốt cho bà bầu. Em chỉ cần có anh ở bên cạnh là chắc chắn sẽ khỏe lại rồi ý. Được rồi, đợi anh một thời gian nữa thôi. Anh nhất định sẽ đuổi cô ta đi. Rồi lúc đấy chúng ta một nhà, ba người sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nhưng mà em sợ cô ta không đồng ý ly hôn. Cô ta cũng bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Sáng nay lúc mà thầy mới lộ thuốc còn tra khảo anh cơ mà. Anh phát chán khi mà cứ phải diễn vai một người chồng tốt trước mặt cô ta rồi. Anh sẽ tìm một cách để đuổi cô ta đi nhanh chóng. Nhưng mà dù sao anh với cô ta cũng có con với nhau rồi. Em sợ anh lại vì nó mà không nỡ. Bậy nào. Mà thôi, đừng nói đến chuyện này nữa. Cứ để anh tính. Đuổi cô ta đi thì cũng dễ thôi. Chẳng qua là anh đang muốn giữ cho cô ta một chút thể diện. Chứ không thì... Anh nói nhanh lên đi nhá, em không chịu được nữa rồi đấy. Mấy nữa, cái bụng này lớn lên nhá, mà người ta lại mang tiếng là không chồng mà chùa thì em không chịu đâu. Được rồi, anh thương, anh thương. Nhưng mà nghe giọng điệu có vẻ không phải là phụ nữ. Lẽ nào? Anh về rồi đây. Chuyện công tác vừa rồi của anh thuận lợi chứ? Không có vấn đề gì, vui vẻ. Cũng may không là... Không cho em tìm được Facebook của chồng. Chồng có vẻ rất hạnh phúc và còn có người yêu. Đừng làm chuyện vô bổ nữa. Người ta đang sống hạnh phúc rồi, em nên buông tha cho họ đi. Em nói thật, em nghi ngờ mãi không thể chán à? Em... Anh đi làm vất vả kiếm tiền để nuôi hai mẹ con em, còn em thì... Làm ơn, đừng đảo lộn cuộc sống bình yên này nữa. Thế anh giải thích cho em, tại sao lại đi lập Facebook ạ? Anh đã nói với em rồi, anh với Ngọc mặc dù không còn yêu nhau nữa, nhưng bọn anh vẫn có thể làm bạn mà. Chỉ có những kẻ ích kỷ mới không thể làm được thôi. Anh nghĩ em tin anh hả? Rồi anh còn nói bất cứ điều gì đi nữa thì em vẫn không tin anh, đúng không? Trước đây có thế nào? Nhưng còn hiện tại anh vẫn đang là chồng em cơ mà, em có muốn gì nữa? Hay là em muốn nghe câu trả lời từ anh? Là vì em có thai cho nên anh mới phải lấy em, anh không có yêu thương gì em hết.
anh cảm thấy bí bách vì cái bản ghen tuông của em. Cô ta đã nói như thế rồi, sao anh không lật lành người trên tay cô ta luôn đi? Anh định để cái bụng của em to lên để cho người khác chỉ trỏ à? Em hy sinh vì anh thế nào, thế còn anh thì sao? Thôi được rồi, đừng có giận anh nữa mà. Cô ta chỉ mạnh miệng thế thôi, nhưng tự chọn với mức cao lắm. Không chịu được, tự khắc cùng tay mà. Hay là anh còn tiếp cô ta? Ok, sao em lại nói như thế? Được rồi. Anh xem cái này đi, để xem là có chia tay cô ta hay không nhá. Thực ra cô ta đã có thai rồi, anh ý chẳng qua là thằng đầu bỏ thôi. Bằng chứng lù lù như thế này mà anh còn luyến tiếc à? Khốn nạn, thì ra là cô ta lừa anh bao lâu nay. Anh sẽ không để cho cô ta yên đâu. Khốn nạn, thì ra là cô lừa tôi bao nhiêu lâu nay, vậy mà còn sợ nó chất vấn tôi, ghét tôi được nữa. Cô đúng là ghê tởm mà. Mặt mày trơ trẽn. Anh lấy cái thông tin đấy ở đâu? Tôi sẵn sàng đối chất, sẵn sàng đem con đi xét nghiệm. Chứng cứ lù lù thế này mà cô vẫn còn cãi được à? Ngày đấy nếu như không thì tôi còn lâu mới lấy cô làm vợ. Không ngờ cô bắt tôi đổ vỏ từ ngày đấy đến bây giờ. Anh nói cái gì cơ? Sao cô chơi chạy chả? Cô còn dám hỏi ngược lại tôi gốc này à? Anh không điều tra, không hỏi han mà buộc tội tôi như thế, anh đúng là vô lý. Bây giờ thì tôi biết rồi, tôi biết ai đã làm việc này rồi. Tôi biết chính cô ta đã làm việc này đúng không? Cô khốn nạn thì đừng có đổ tội cho người khác. Vậy anh còn dám đưa cô ta đến đây đối chất với tôi không? Cút ra khỏi nhà tôi, cút ngay. Tôi đừng nghĩ là mình có tư cách để đối chất với tôi, để chứng minh với tôi nhá. Chứng cứ đủ đủ thế này mà cô vẫn còn cãi được à? Cô không còn chút liêm sỉ nào nữa hay sao? Vậy còn có phải anh muốn quay lại với cô ta nên mới đuổi tôi đi đúng không? Phải! Tôi muốn tái hợp với Ngọc vì chỉ có cô ấy mới xứng đáng là vợ của tôi thôi. Còn cô là phụ nữ không ra gì. Nghĩ đến những cái tháng ngày sống chung với cô, tôi cảm thấy thật ghê tởm. Tôi sẽ làm rõ chuyện này. Tôi không để mình oan ức thế này đâu. Cô trời. Chắc chắn cô biết hôm nay tôi gọi cô ra đây có việc gì đúng không? Biết. Nhưng mà tôi cũng nói thẳng luôn cho cô nhá, là tôi và anh Phương ấy không chia tay nhau đâu. Tôi đang mang thai con của anh ấy. Chúng tôi cũng có một đứa con trai. Đứa con của tôi ấy là kết tinh của tình yêu, còn con của cô ấy chỉ là sản phẩm cho lúc say mà thôi. Mà có khi nhá, lúc đấy anh Phương lại tưởng cô của tôi khổ. Trời trẻ, chắc cô không biết là mỗi lần đi công tác anh Phương đều ở với tôi mà. Thì đến hợp đó chẳng biết cô lắm rồi ý. Chẳng qua là thương xót cô cho nên là hôm nay tôi nói ra là để cô biết điều mà tôi buông tay cho đỡ hiểu. Cô đi cướp chồng người khác mà còn nói cái giọng đạo đức đấy à? Tôi không biết xấu hổ. Này, chính cô ấy mới là người trơ trẽn về cuộc tình của chúng tôi. Bây giờ tôi chỉ trả lại cho cô những gì cô đang thôi. Cô và anh Cương là bị gia đình ngăn cản, lúc ấy hai người đã chia tay. Tôi không phá hoại cô. Cô đang tự an ủi mình đấy à? Cho dù cô có đưa ra hàng ngàn hàng vạn lý do nào đi chăng nữa, là anh Phương không yêu cô, cô đã thua. Nếu cô muốn ấy thì cứ thử hát chúng tôi ra thử xem. Khổ. Cô làm cái gì đấy? Ọt ra! Không!
sao đâu. Cô ấy. Anh đau bụng quá. Chúng ta định hỏa con của chúng mình đây. Tôi không làm gì cả. Cũng không làm gì mà Ngọc lại ngã ra như thế à? Tôi bảo chúng mình, nếu như Ngọc và con của tôi mà cũng xảy ra bệnh viện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Nào, cô đứng lại tôi ngay. Tại sao cô lại làm thế? Trả lại nhà và tài sản cho tôi đi. Anh bắc thang lên mà hỏi ông trời ấy, em tiền cho gái có đòi được không? Này, đừng làm vậy. Tôi có thể kiện anh tội hành hung đấy. Tại sao hả? Tại sao á? Năm xưa anh vì gia đình mà bỏ tôi, khiến tôi mất đi đứa con của mình. Cho nên bây giờ ấy, tôi đã thề rằng anh nhất định phải nhận quả đắng. Thì ra cô làm thế là có mục đích. Cô cố tình hại tôi. Đúng vậy. Ngọc, anh xin em đấy. Còn con chúng ta thì sao? Chúng ta mất con nhưng mà đứa bé hiện giờ ấy không phải là con của anh. Anh vẫn tin vào điều đấy à? Bây giờ anh ý tan nhà nát cửa, khiến mất tật mang. Tôi nghĩ là anh nên tự gặm nhấm cái nỗi đau này đi nhá. Linh. Anh đến đây làm gì? Chúng ta đã chia tay rồi, không có bất cứ mối quan hệ nào. Anh xin em đấy, thả lỗi cho anh đi. Anh mất hết tất cả rồi. Cô ta lừa anh. Hai người là định mệnh của nhau cơ mà. Còn tôi chỉ là con đàn bà long loạn cùng đứa con ma. Giờ gặp chuyện anh lại đến tìm tôi. Em không thấy nụ cười. Anh cũng là ngu dốt hả? Anh cứ nghĩ là cô ta yêu anh thật lòng, quay về bên anh. Nhưng mà không, cô ta chỉ lợi dụng tình cảm của anh thôi. Cô ta đòi anh sang tên nhà, sau đấy bán hết tất cả. Giờ anh không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Cứu anh thôi. Cho dù anh có nói vậy, thì tôi cũng không để anh ở lại đây đâu. Đừng mà, anh xin em đấy. À rồi, em có biết không, cái thai đấy không phải là của anh đâu. Là cô ta gài với anh, cô ta lừa anh. Cô ta còn tạo ra bằng chứng giả để anh tin rằng con chúng ta không phải là của anh. Cô ta thâm hiểm và độc ác lắm em ạ. Tất cả đều là do anh tạo nghiệp, giờ anh phải gánh. Còn chuyện tôi và con tha thứ cho anh là không thể. Anh xin em đấy, Linh ơi. Cô ra. Anh đi ra khỏi đây đi. Chuyện anh làm đâu phải một hay hai chuyện. Tha thứ không bao giờ. Vợ yêu lên nhà cẩn thận nhé. Người ta nhìn cái kiểu nữa mà. Thôi, anh về đây nhé. Nhân lúc con trai tôi đi vắng, cô lại dám thầm thụt với thằng khác. Định cắm sừng con trai tôi hả? Cô đúng là cái loại không biết xấu hổ là gì. Dám đưa đón trai đến tận cổng nhà tôi. Tao mà không ra đây thì làm sao mà bắt được quả tang ấy, chúng mày chiên chuột với nhau hả? Kìa mẹ, mẹ nói bé thôi, không qua hàng xóm người ta nghe thấy người ta lại hiểu lầm ra. Con với anh Cường chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi. Nãy xe con hỏng, cho nên là anh ấy đưa con về thôi mà mẹ. Im mồm. Tao bắt tận tay chúng mày tháo gỡ mũ bảo hiểm cho nhau. Liếc mắt đưa tình rồi thì cười nói với nhau. Còn chối được nữa hả? Làm gì có chuyện đồng nghiệp nào mà lại tình cảm với nhau như thế? Hoàng ơi là Hoàng. Thằng Hoàng nó bố phúc, nó biết rước cô về cái nhà này đấy. Kìa mẹ, mẹ ăn nói tử tế để cho con tôn trọng mẹ đi à? Con với anh Cường thân thiết như hai chị em. Chuyện này chồng con cũng biết.
Nếu như mẹ không tin thì có thể gọi điện cho anh Hoàng hỏi xem ạ. Ai mà tin được cái loại đàn bà như cô? Ngoài mắt thì có vẻ hiền lành, nhưng bụng dạ thì biết đâu mà lần. Tôi đã nhắc nhở cô nhiều lần rồi, làm vợ thì phải thủy chung với chồng con, yêu thương chồng con. Cô nhìn tôi đây này, bố thằng Hoàng mất sớm mà tôi đã ở vậy một mình nuôi con, chịu bao nhiêu cực khổ vất vả cô có biết không? Có bao giờ tôi để cho hàng xóm láng giềng người ta nói ra nói vào gì với tôi đâu. Vậy mà cô lại dám đưa trai về đến tận cổng nhà tôi. Cô định bôi cho chát chấu vào mặt cả cái dòng họ này đúng không? Con nói với mẹ rồi, con với anh Cường chỉ là đồng nghiệp, mẹ đừng có suy diễn nữa. Hôm nay đi làm về con hơi mệt, con xin phép lên nấu cơm đấy ạ. Này này, cái thứ mặt dày này, mẹ chồng chưa nói hết đã cắt đít đi rồi. Sẽ có ngày tôi nói với thằng Hoàng tống cổ của ra ngoài đường. Alo sếp ạ. Cô mau đi ký hợp đồng với chủ tịch Ham Group đi, ông ấy chỉ rảnh vào hôm nay thôi. Dạ vâng, em đến ngay đây ạ. Này, hôm nay là ngày nghỉ, cô định đi đâu đấy hả? Ở nhà dọn dẹp cơm nước cho tôi. Công ty con đang có việc gấp cần giải quyết nên là con phải đến ngay ạ. Cơm nước con nấu xong hết rồi, mẹ cứ ăn trước đi rồi để đấy lát con về con dọn cũng được ạ. Không có giải quyết viết giải gì cả, cô đừng có mà lý do lý chấu nhá, không lừa được con già này đâu. Con phải đến công ty ký hợp đồng thật mà, con đang vội lắm, con xin mẹ đấy, mẹ đừng gây sự với con nữa được không ạ? Cái con này, tao mà lại thèm gây sự với mày à? Ngày nghỉ ký hợp đồng là biết cái gì? Đừng có lý do lý chấu, con mà đi ngủ với trai thì có ấy. Mẹ quá đáng rồi đấy ạ. Làm sao? Tôi nói đúng quá nên cô không cãi được nữa đúng không? Này, cái loại cô nhá, sinh ra ở trong gia đình nghèo khó, chắc gì đã được dạy dỗ đàng hoàng tử tế. Tôi mà không coi chừng cô, để cô cắm lên đầu con trai tôi một đống sừng à? Mẹ... Mẹ đừng có mà quá đã. Đúng là cái loại mặt trơ chắn bóng. Nói như thế rồi mà vẫn vác xác đi. Để tao khóa cửa lại xem là mày có đi được nữa không. Đồng nhớ bị đuổi việc thì sao? Alo? Alo? Mẹ ơi! Ô hay! Hôm nay trẻ uống để thấy ngon hơn ngày bình thường thế nhở? An ơi! Cứu anh với! An ơi! An! An ơi! Cứu anh với! An ơi! An! Mở cửa cho anh với An ơi! Cứu anh với! An ơi, em cứu anh với. Anh vượt đèn đỏ không ai đâm vào người ta làm người ta bị thương nặng. Bây giờ mà không đền nữa họ tống anh vào tù mất. Vợ ơi, em cứu anh với vợ ơi. À, tưởng cái gì cơ? Chắc người ta chỉ bắt đền có vài triệu thôi. Được rồi, để em chuyển tài khoản cho anh chục triệu để em trả nợ họ. Đừng có sợ như thế nữa. Đừng có sợ như thế nữa. Đừng không, không đâu. Người ta thương nặng lắm. Họ bắt anh đền 100 triệu cơ.
Cái gì? 100 triệu á? Sao nhiều thế? Nhiều thế thì em làm gì có. Anh xin em đấy, An ơi, cứu anh. Anh không muốn vào tù đâu. Em thương anh lắm. Nhưng mà thực sự em không có nhiều như thế. Anh ơi, em không có nhiều như thế đâu. Hay là anh phải tặng ai đấy, xong rồi đi làm trả họ sau vậy. Ừ, em đi vào đây. Con dâu em nó biết đấy, tôi nghi ngờ chết đấy. Có mụ già này nữa, mày đứng lại đấy. Mày cặp với tao, mày vất kiệt sức của tao. Bây giờ mày thấy tao gặp chuyện, mày định bỏ cuộc chắc là những người à? Hả? Này này, anh... Cậu... Con già không biết điều này. Thì mày nghĩ, tao yêu mày, tao chiều mày là vì cái gì à? Vì cái nhan sắc già nua của mày à? Không đâu. Tao yêu mày vì tiền của mày thôi. Không nói nhiều nữa. Nếu ngày mai mà không có tiền ý, tao sẽ nói cho tất cả mọi người biết quan hệ giữa tao với mày. Mày đừng có dọa tao. Mày không dọa nổi tao đâu. Chồng tao cũng mất lâu lắm rồi. Mày có nói với cả thiên hạ là tao yêu mày á thì cũng chẳng sao hết. Mà mày có bằng chứng không? Mày nói mồm á, ai tin mày? Con già này mày ghê gớm đấy. Ngày mai mà không có 100 triệu ấy thì tao sẽ gửi cái ảnh này cho con trai và con dâu của mày. Già rồi mà còn đú đởn cả với trai trẻ à? Con trai và con dâu của bà biết được ấy chắc là sẽ mất mặt lắm đây. Rồi họ hàng chỉ trỏ này kia. Khốn nạn. Ngày mai mang 100 triệu qua nhà tao, biết chưa? Dạ vâng, em xin lỗi sếp. Em đã nhờ chị Thương đi thay hộ rồi ạ. Mong sếp thông cảm cho em. Lần sau cảm thấy không làm được việc thì nghỉ đi. Linh ơi. Mặt mẹ làm sao đấy ạ? Mẹ không sao đâu. Linh ơi, con giúp mẹ với. Con có tiền con cho mẹ vay một ít. Rồi khi nào mẹ có mẹ sẽ trả con sau. Mẹ đang cần lắm, mẹ cần 100 triệu Linh ơi. Con không có đâu ạ. Hôm nay con hơi mệt. Con đi ngủ trước đây. Linh ơi, con đừng chấp với mẹ cái chuyện vừa rồi nhá. Vừa nãy mẹ hồ đồ quá thì mẹ xin lỗi con. Con giúp mẹ với. Hay không thì con vay ở đâu cho mẹ một ít tiền đi con. Thưa mẹ, là con không có ạ. Mẹ đi ra ngoài, mẹ đóng cửa lại giúp con. Nói dối với chồng con là con đánh mẹ rồi không đưa tiền để mẹ đi bệnh viện. Sao mẹ có thể nói dối trắng trợn như vậy chứ? Đưa tiền đây cho tôi. Bao nhiêu năm qua con trai tôi nó đi kiếm tiền về cung phụng đưa hết cho cô. Vậy mà bây giờ tôi xin cô một tí thôi mà cô không cho. Cô đúng là cái loại đàn bà máu lạnh. Đưa tiền đây mau. Con không lấy tiền của anh Hoàng. Vợ chồng con đi làm bao nhiêu năm nay cũng chỉ để cho con cái sau này. Với cả con cũng không tiêu của anh ấy một xu nào cả. Câm mồm. Từ nay tiền của con trai tao đưa tao giữ. Không tao sẽ hét lên cho mọi người biết à. Mày đánh tao, rồi tao đến gặp bố mẹ mày, nói cho ông bà ấy biết mày đánh mẹ chồng á, tím mày tím mặt lại này. Mẹ. Con sợ mẹ quá rồi đấy. Đây, con trả mẹ tiền này. Tiền đây. Từ nay cậu đừng bao giờ đến gặp tôi nữa. Cầm lấy, mau xóa ảnh của tôi với cậu đi.
Bà nghĩ là tôi sẽ xóa ảnh à? Không đâu. Xóa đi rồi thì lấy cái gì để mà tống tiền bà? Thằng khốn nạn này, mày định nhận tiền rồi nuốt lời hả? Mày đưa đây cho tao. Anh Hoàng, anh nhìn bộ mặt thật của mẹ anh đi. Anh xem này, đấy. Mẹ anh nói rồi anh, để đem tiền đưa cho người tình đây này. Anh nhìn đi. Thật là xấu hổ, con quá thất vọng với mẹ đây. Sao con biết ở chỗ này? Sao con biết ở đây mà tìm đến? À, con kia, ra đây tao kể chuyện này hay cực. Chuyện gì anh chị? Lúc nãy nhá, tao thấy mẹ chồng của mày đi cùng với cha trẻ vào khách sạn nhà tao đấy. Trong tình cảm phết. Mà cái thằng cu người yêu của mẹ chồng mày ấy, cu mặn thật, mặn chát luôn ấy. Không hiểu sao mà yêu được mẹ mày luôn ấy. Eo ơi. Mẹ chồng em có người yêu á? Ừ. Chị dẫn em đến đấy xem nào. Ok luôn. Linh ơi. Nó dùng ảnh để uy hiếp mẹ. Con cứu mẹ với. Mẹ không biết làm thế nào cả. Con ơi, cứu mẹ với con. Mẹ à, mẹ yêu ai con không quan tâm, vì đấy là chuyện riêng của mẹ. Nhưng mà con mong mẹ hãy tỉnh táo, chọn người tốt và phù hợp với mẹ. Hơn nữa, mẹ đừng nghĩ ai cũng hẹn hò lén lút như mẹ. Con tự biết cư xử thế nào cho phù hợp với tình cảm mà con trai mẹ dành cho con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ sai rồi. Mẹ sai thật rồi con ơi. Chị cơ, chị giúp em. Con bóng đại la này, cứ động ra đi, tao đập cho mày chết đấy. Eo ơi, mày đang dọa tao ấy à? Sợ thế. Để tao nói cho mày biết nhá, bóng ấy cũng có bóng zip cả bóng giáp. Còn bóng thì ngày hôm nay sẽ dạy cho con loại bảo vệ đàn bà của bài học nhá. Bây giờ mẹ, con mới đi làm về ạ. Mẹ ơi, con mới mua quần áo với cả một ít đồ bổ cho mẹ này. Mẹ xem đi. Mẹ, sao lại... Đồ mất đấy. Những thứ này là cô ngủ với trai mà có đúng không? Mẹ nói gì con không hiểu. Con không làm chuyện đấy đâu ạ. Không làm chuyện đấy à? Cái loại mèo mả gà đồng như cô ấy thì làm sao qua được mắt tôi, qua mắt được cái nhà này. Cà phê, cà pháo rồi cười tích bắt em đi ra anh. Cô cắm con trai tôi bao nhiêu cái sừng rồi à? Mẹ ơi, đấy là khách hàng của con chứ không phải... Khách nào? Có mà khách bán thân thì có ấy. Ở nhà thì chắc bóp tiết kiệm. Bây giờ lại bày đặt là mua quà cho mẹ chồng, mua quà cho chồng. Này, cái loại đấy chỉ có là đi ra ngoài làm những điều thất đức, trái với luân thường đạo lý rồi về nhà tốt với người nhà như thế thì mới thế này thôi nhé. Mẹ nghĩ thế oan cho con quá. Đây đúng là khách hàng mua bảo hiểm của con mà. Mọi khi con tiết kiệm là vì gia đình mình khó khăn. Nhưng mà hôm nay con mới ký được hợp đồng nên muốn mua một chút đồ bổ cho gia đình mình thôi mà. À, thì hóa ra ý cô bảo là thằng Phương con trai tôi nó bất tài vô dụng, nó không kiếm được tiền. Bây giờ để cô đi ngủ với trai để kiếm tiền nuôi cả cái nhà này chứ gì. Tại sao mẹ cứ cố tình hiểu sai ý của con vậy ạ? À, cô lại còn bảo tôi là vô lý à? Tôi nói cho cái mặt cô biết nhá. Đã là đàn bà thì phải giữ lấy chữ thủy chung nhá. Đừng có viện cớ công việc mớ nớn với trai như thế là không được. Mà tôi nói để cho cô rút kinh nghiệm, chứ không phải cái mặt xịn ra như thế đâu. Vâng. Từ lần sau con sẽ chú ý hơn. Giờ con xin phép mẹ, con vào phòng. Ngồi đấy, tôi chưa nói xong. Mẹ còn muốn dạy dỗ con điều gì nữa? Tôi muốn cho cái nhà này thật yên ổn và thằng con trai tôi không được biết chuyện gì. Còn giữ thế nào thì tự cô hiểu. Ý mẹ là con đưa tiền cho mẹ. Đúng. Tôi cần 20 triệu. Con thực sự không làm gì sai để mà phải chịu sự uy hiếp của mẹ. Mà con cũng không nghĩ là mẹ lại có thể lấy hạnh phúc của con trai mình ra để kiếm lời đâu đấy. Câm mồm. Cô biết cái gì mà nói. Đưa tiền nhanh cho tôi. Số tiền đó với gia đình mình không hề nhỏ. Bọn con sẽ cố gắng lo liệu cho mẹ mà. Tôi không cần cô phải lo. Đưa tiền ra đây không nói nhiều. Mày thôi đi. Vợ con sẽ không đưa cho mẹ bất kỳ một khoản nào nữa đâu. Ở ngoài kia con đã nghe thấy hết rồi. Mẹ,
còn mong mẹ nên chấm dứt chuyện này lại. Cảm ơn chồng vì đã hiểu cho em. Em ấy, cứ để cho mẹ bắt nạt thôi. Cái gì đúng thì thôi chứ. Vợ chồng mình đi làm vất vả, khổ cực, không phải là để chi tiêu vào mấy cái thứ vớ vẩn đấy. Ít nhất ý, mình cũng phải chi tiêu vào những cái thứ thiết thực như là ví dụ như anh đang cần một khoản để đầu tư làm ăn với bạn. Em xem điều kiện kinh tế nhà mình như thế nào. Anh biết rồi mà, làm gì có đâu. Thì đúng là quỹ chung thì mình không có, nhưng mà cuộc hồi môn ở nhà em có mà. Anh nghĩ là với con số đấy thì cũng đủ đấy. Không được, với em đấy là kỷ niệm, họa hoàn lắm thì mới bán đi thôi. Còn bây giờ vậy là em không coi cái việc làm ăn của anh ra cái gì rồi đúng không? Em không muốn để cho anh bằng bạn bằng bè có đúng không? Đúng là giỏi thế đấy. Chỉ trong có mỗi một ngày thôi nhá, mà kiếm được cả trăm triệu để đi ăn tiêu thoải mái liền. Chuyện anh mà lại búng tay cái là xong ngay. Thôi, đi ăn cái gì ngon ngon đi. Đắt đắt vào, đói quá rồi. Xong anh đi đi shopping, được không? Ok. Tôi nghe đây, gọi gì mà gọi lắm thế. Tôi đang tìm, nhưng mà tôi nói trước nhá, ông phải giữ đúng lời hứa đấy, nếu không là không xong với tôi đâu. Chồng ơi, không được, tin vui như thế này thì phải thông báo một cách đặc biệt mới được. Hy vọng là có con rồi, chồng và mẹ chồng sẽ hiểu cho mình hơn. Ngân này là đủ rồi. Mẹ, mẹ làm gì trong phòng con thế ạ? Tôi làm gì thì cô hỏi làm gì? Đây là của hồi môn, là tiền tiết kiệm của con mà. Mẹ lục lọi rồi ăn cắp đấy à? Này, tôi nói cho cô biết nhá, chỗ này tôi lấy đàng hoàng đấy, được chưa? Mẹ không được phép, đây là tiền của con. Tiền nào là tiền của cô? Tất cả mọi thứ trong cái nhà này là của tôi nhá. Vì cô lấy chồng rồi, thuyền theo lái, gái theo chồng, cô phải lo việc của nhà chồng. Mà tôi chưa nói là cái tội lăng loàn của cô đâu nhá. Cô định ôm hết cả thói hư tật xấu của cả cái thiên hạ này à? Con không muốn nói đạo lý gì với mẹ nữa. Tóm lại, mẹ trả cho con đi. Tôi không giả, mẹ giả này. Ôi, con đau quá. Dạo này nhá, anh yêu hơi bị chiều em đấy. Em thích cái gì là anh cũng cho. Thế thì phải bù đắp cho người ta xứng đáng, nghe chưa? Em biết rồi, anh không cần phải nói á. Em là cứ chiều anh thôi. Nhớ nhá. Sao mẹ lại ở đây? Còn con, con làm gì ở đây? Con đang hỏi mẹ đấy, sao mẹ lại đến được đây? Còn đây là con đang ngoại tình với nó phải không? Thế con đã ngủ với nó chưa? Ôi, mẹ nói cái gì đấy hả? Thì về nhà thì nói. Con trả lời mẹ ngay là con đã ngủ với nó chưa? Anh, bà già này là sao đấy? Mẹ vợ à? Hay là mẹ chồng đi đánh ghen hộ con dâu? Còn cô,
Cô có phải là Tâm không? Ui, đi điều tra hộ cả con dâu cơ à? Ghê đấy nha. Có phải cô là con ông Tư Hời ở quận 5 có đúng không? Này, bà điều tra hơi bị kỹ đấy nhá. Tôi nói trước nhá, tôi không có ý định làm con dâu mới của bà đâu đấy. Cô trả lời ngay, nói đi có đúng không? Ừ, thì đúng rồi đấy, bà bị điên à? Ôi trời ơi, thế là cái nhà này mục rồi. Anh em ruột mà cặp kè với nhau bao giờ? Anh em nào? Mẹ nói cái gì đấy? Mẹ? Hả? Nói đi mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Còn đứng đây làm gì nữa? Con kêu cứu đi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Tỉnh lại đi! Mẹ! Tỉnh lại đi mẹ ơi! Mẹ! Kết quả ấy đen cho thấy rằng đó là con của mẹ đấy. Và cũng chính là em của con đây! Mẹ khóc cái gì? Hả? À? Tại sao? Mẹ nói đi! Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này hả? Tại sao? Tại sao một người lúc nào cũng giao giảng đạo lý thủy chung mà lại cắm sự bố tôi thế này? À, tại sao? Mẹ xin lỗi con. Lỗi là ở mẹ. Là vì khi con còn nhỏ, mẹ phải vào Nam để làm ăn một thời gian dài. Trong thời gian đó, mẹ đã ngoại tình với một người đàn ông và sinh ra cái Tâm. Nhưng khi hết hợp đồng lao động, mẹ đã ra ngoài Bắc và bỏ lại con bé cho bố nó. Mẹ không có liên lạc gì cả. Thực tình là mẹ có không liên lạc gì cả. Nhưng mà không hiểu tại sao thời gian này ông ấy lại có số điện thoại của mẹ cũng như địa chỉ và ông ấy tống tiền mẹ. Nếu không thì ông sẽ nói ra quá khứ của mẹ. Thế là bà cướp hết sạch tiền của vợ tôi rồi khiến cho vợ tôi suýt xảy tai. Tại sao bà suýt thì hại chết cháu của bà rồi đây? Không có ơi, không phải là như thế. Mẹ thề là mẹ không muốn nhận cái Tâm. Mẹ chỉ một ngắm nó, nhìn nó từ xa thôi. Nhưng mà không ngờ lại gặp con ở đây. Em đi đâu đây? Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi cơ mà. Từ bao giờ anh lại biết quan tâm đến tôi đấy? Với cả đừng gọi tôi là vợ nữa. Chúng ta kết thúc rồi. Vợ ơi, anh xin lỗi mà. Linh ơi, là lỗi của mẹ. Mẹ sẽ gửi lại con tất cả số tiền. Chỉ cần con ở lại thôi. Hãy vì đứa bé con ơi. Cả bà và anh ta đều không có tư cách nhắc đến con tôi. Tôi sẽ nuôi dạy nó một mình. Kể em, chúng ta có thể làm lại từ đầu được không? Con của mình nó rất là cần bố, cần mẹ. Nó cần một gia đình trọn vẹn em ạ. Đúng đấy con ạ. Con đừng đi nữa. Con đừng chia cắt tình cảm bố con. Tội nghiệp lắm con ạ. Tôi không chia cắt. Sau này nếu như nó muốn nhận lại bà, nhận lại bố thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của nó. Chỉ là tôi nghĩ nó sẽ không cần một gia đình dột từ nóc như thế này đâu. Bác sĩ bảo tôi cần dưỡng thai đấy. Anh định tác động vật lý lên tôi đấy. Chào vợ cả. Anh ông. Chào chị dâu. Chúng ta là người dưỡng. Còn vác mặt đến đây làm cái gì? Kìa, anh hai nổi nóng thế. Dù sao ấy thì mình cũng đã từng có khoảng thời gian mặn nồng bên nhau mà. Cô bị điên à? Cút ra khỏi đây ngay. Sao lại cút? Em tới để nhận mẹ và nhận anh hai cơ mà. Từ trước đến giờ ấy, em có biết hơi mẹ là gì đâu. Thế nên bây giờ phải tận hưởng thật kỹ mới được. Cô đúng là chê chứ em à? Thì từ trước đến giờ ấy, có ai dạy em đâu mà em chả hảo. Mẹ nhờ, mẹ chỉ quan tâm mỗi anh hai thôi. Bây giờ ấy, mẹ cũng phải quan tâm cả con đi chứ. Mà con xin thông báo với mẹ một việc. Con đang nợ bọn xã hội đen vài trăm triệu. Thế nên ý, mẹ liệu liệu mà trả cho con đi nhá. Nợ vài trăm triệu á? Thì đúng rồi, bây giờ ấy, mình là người một nhà cơ mà. Con đến ý, để thông báo cho mẹ và anh hai biết. Mà nếu không trả được ý, thì bán căn nhà này đi. Này, mày đừng vòng! Kìa mẹ, chẳng nhẽ
Mẹ đứng đấy nhìn con gái của mẹ bị đánh chết à? Mày sống hay chết thì kệ mày. Mau cút ra khỏi nhà tao. Đây là nhà của mẹ tôi, bán hay không ấy là quyền của tôi.